Hoàng Bình xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình này, đây chính là một trong những game show rất thú vị, không những chúng ta khám phá về thế giới ẩm thực, khẩu vị của từng ngôi sao mà còn sẽ là những phần so tài với những thử thách mà chúng tôi đưa ra để cho những nghệ sĩ ngôi sao đến đây tham gia, sẽ giúp cho những bạn fan hâm mộ hiểu rõ về khẩu vị của mình nhiều hơn nữa. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần đặc biệt với sự xuất hiện của một anh chàng đặc biệt không kém. Tuy anh ấy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn, trong một vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương thì anh ấy luôn luôn là một nụ cười tỏa nắng, đó chính là diễn viên Xuân Tiến. Sáng luôn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Xuân Tiến và hôm nay Tiến đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Xem rằng không biết là mình sẽ thích món gì, ghét món gì, và đặc biệt là không biết những bạn người chơi sẽ đem cho Tiến một món ăn như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Và Xuân Tiến, đến đây là chúng ta tha hồ mà ăn uống. Nhưng để đảm bảo được cho sức khỏe cũng như là khẩu vị ngon miệng của Xuân Tiến, bạn phải hỗ trợ thật nhiệt tình cho các bạn fan hâm mộ. Chắc chắn rồi. Bởi vì nếu như bạn giấu bài hay là bất cứ một điều gì đó bí mật khiến cho các bạn fan hâm mộ vẫn chưa hiểu rõ về khẩu vị của mình, lỡ như món ăn nấu ra không ngon, trời ơi. Không kìa đâu, bữa ăn cuối cùng của bạn. Không được. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Vì chứ ăn thì phải ăn cho ngon. Đúng. Ăn phải ăn cho thật là bổ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó chính là khám phá khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là phần đầu tiên để chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao của Xuân Tiến. Nhưng trước hết hãy gặp gỡ những fan hâm mộ dành rất nhiều tình cảm và những sự chờ đợi từ đầu chương trình đến giờ để có thể gặp gỡ trực tiếp thần tượng của mình, đó chính là hai bạn fan hâm mộ Thanh Tùng và Thanh Nhung. Xin mời. Chào các hai. Đây, Xuân Tiến bằng xương bằng thịt, và chúng ta đã được gặp gỡ Xuân Tiến. Cảm xúc của Thanh Nhung như thế nào nào? Dạ, hôm nay em rất là vui vì được gặp thần tượng của mình. Dạ. Còn Thanh Tùng? Dạ, thì hôm nay em cũng rất là vui vì được gặp anh Xuân Tiến ngoài đời. Và đặc điểm nào của Xuân Tiến khiến cho các bạn cảm thấy yêu mến anh chàng này? Về anh Xuân Tiến thì em thích cái tính cách của ảnh, từ lúc mà anh diễn xuất với lại cái cách anh tiếp xúc với lại fan của mình ở ngoài đời. À, còn với Thanh Tùng thì sao? Bạn ấn tượng với Xuân Tiến ở điểm nào? Thì chủ yếu là em thấy anh Xuân Tiến là rất là hòa đồng. Rồi, bây giờ hãy sẵn sàng bước vào trận chiến ngày hôm nay, bởi vì các bạn không chỉ là những fan hâm mộ mà còn sẽ là đối thủ của nhau nữa, để có thể giành giật được khẩu vị của Xuân Tiến. Nào, bây giờ trước tiên chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao với chiếc tủ lạnh thần thánh này. Xin mời các bạn. Đây nè, tiến. Ôi da. Mở đi bạn nè. Trời ơi, nhiều món ngon quá. Trời ơi, đồ ăn đủ, thức ăn thức uống. Trời ơi, đau bụng quá, thịt thà đủ hết các loại luôn. No căng bụng luôn rồi. Sẵn sàng nha, sẵn sàng nha. Rồi, bây giờ sẵn sàng có gì? Đóng tôi lại. Tham khảo thôi. Còn chút vậy thôi hả? Chút thôi. Coi vậy thèm sao? Bởi vì đây là những cái manh mối đầu tiên để cho hai bạn chơi là Thanh Nhung và Thanh Tùng khám phá xem là Xuân Tiến có cái sở thích ra sao. Bạn hãy cho một số cái gợi ý chung chung đi nào. Chua, đặc biệt là chua. Em thích chua hả? Chua và cai. Trời, sao cuộc đời em chua cay vậy? Nói kệ, ví dụ ăn lẩu chua cay nè. Ví dụ mà không có tiền nhà. Ví dụ thôi phải không? Mua mì gói chua cay ngon lắm. Còn ví dụ cái bịch đó là chỉ có muối mà không có đồ chua thì mình dắt chanh vô mà cho chua chua. Đúng. Ăn mì gói phải có chanh vậy. Bạn thích chua. Xuân Tiến thích chua nha. Chú ý đặc điểm này nha. Nhưng mà cực kỳ không thích món gì biết không? Gì vậy? Cái món gì mà nó có ví dụ như côn trùng. Côn trùng hả? Thôi vậy? Ăn gì mà có côn trùng? Ăn dế, ăn gián. Đó. Vậy là không thích những món ăn liên quan đến côn trùng. Đúng rồi. Hãy cẩn thận với manh mối quý giá này. Và bây giờ sẽ là một trận chiến thật sự tiếp theo. Và đây sẽ là khoảnh khắc để chúng ta giành được quyền ưu thế của mình, để có được những nguyên vật liệu chính làm nên món ngon ngày hôm nay phục vụ cho Xuân Tiến. Ngay sau đây xin mời Xuân Tiến cùng với bạn Thanh Nhung và Thanh Tùng bước vào gian bếp rất đẹp của chúng tôi. Xin mời. Đi. Dạ. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Và gian bếp chúng tôi rất hiện đại, tiện nghi, đầy đủ hết tất cả những nguyên vật liệu, những dụng cụ cần thiết nhất để cho hai thí sinh, hai fan hâm mộ ngày hôm nay là Thanh Nhung và Thanh Tùng có thể thực hiện được những món ăn ngon nhất. Nhưng để có được những món ngon, chúng ta phải vượt qua thử thách. Các bạn hãy sẵn sàng với đề bài đang nằm phía sau lưng của chúng tôi. Đây,
rất nhiều món nguyên vật liệu những món ăn. Nhưng đâu sẽ là món ăn mà Xuân Tiến cảm thấy ấn tượng, hợp khẩu vị nhất? Các bạn có 60 giây. Các bạn hãy cố gắng làm sao đem về phần sân của mình là 5 món ăn và dự đoán xem 5 món ăn đó Xuân Tiến có cảm thấy thích và hợp khẩu vị hay không. Nếu bạn nào có nhiều số món ăn đúng với khẩu vị của Xuân Tiến nhất, bạn đó sẽ giành được quyền ưu tiên chọn ra món nguyên vật liệu chính trong bữa ăn ngày hôm nay. Nguyên vật liệu chúng tôi gồm thịt heo và thịt bò. Nhưng các bạn hãy lưu ý, mỗi lượt đi chúng ta chỉ được quyền lấy một món mà thôi trong 60 giây. Với những lần đi của các bạn thì chờ đón xem 5 món ăn đó sẽ là món gì. 60 giây của các bạn. 5 4 3 2 Bắt đầu. Thì chữ bắt là 1, rồi chữ đầu là 0, là bắt đầu là anh vô. Anh nói nhẹ nhẹ cho em đi. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem là những sự lựa chọn của các bạn ấy có hợp khẩu vị với Xuân Tiến hay không. Đầu tiên, ưu tiên phụ nữ, Lady First. Chúng ta sẽ kiểm tra bên bạn Thanh Tùng. Lady First. Khó khăn đàn ông đi trước. Ok. Ưu tiên phụ nữ rồi, rồi sao rồi. 60 giây trôi qua rất nhanh. Và bạn Thanh Tùng chỉ kịp lấy được 4 món mà thôi. Và chúng ta có thể thấy được đây là mì Ý spaghetti cùng spaghetti với xúc xích và nước sốt. Có đây, thịt bò chậm nữa. Có thịt bò hay thịt sốt, heo ta? Sốt thịt bò. Thịt bò, đây là mùi thịt bò. Đúng rồi. Rồi không, thấy thính không? Thính. Đây là món cà chua, cà, cà chua. Đây là mì quảng. Đó. Một món ăn đậm chất thuần Việt. Đó, hồi nãy nói tiêu thì nghe chưa? Lời tư vấn của anh mà. Nhưng mà em nói là tiêu là nồng thôi. Nhưng mà nó cay mà. Không cay. Cũng em không, em nói cay mà. Em cay là ớt chứ đâu phải nói là tiêu. Thôi bây giờ bốn món này Xuân Tiến tiết lộ cho tôi biết được rằng món nào hợp khẩu vị của bạn. Mấy bạn nói mình thích chua, cái mấy bạn lấy cà chua. Đúng không? Không đúng luôn. Chết rồi. Tự nhiên cái nghe lệnh Hoàng Chi lấy gì đại tiêu. Không đúng, chết rồi, tiêu sai không phải. Hai món mà tôi thích nhất. Thứ nhất mì Quảng, món thứ hai là mì Ý spaghetti. Như vậy với sự xác nhận của Xuân Tiến, cho ta thấy được rằng bạn Thanh Tùng đã có được hai món ăn hợp khẩu vị của Xuân Tiến. Chúc mừng phần phán đoán của bạn. Rồi, giờ qua các bạn nữ. Đây, bạn nữ quá gọn gàng luôn, quá gọn luôn nè. Bạn có hay ở nhà giảm cân không? Ăn những món mà mình hay giảm cân. Anh thấy tướng em không? Vậy là không giảm cân rồi. Đúng rồi anh. Mà bạn lựa chọn những món rất là đơn giản luôn. Một trái táo. Táo. Không liên quan. Ngọt ngọt. Nhưng mà có cay đâu, có chua đâu. Táo hả? Táo chua hay là táo gì trời? Đúng rồi. Táo chua cho táo lên men. Táo. Rồi cái này là hành. Củ hành. Nguyên một củ luôn á. Hành là hành hăng. Không có chua, không có cay. Rồi để ra đây. Anh ăn thử sao anh ăn trẻ ra anh ăn sống giùm em. Ôi ăn sống có cay luôn. Ăn xong là hăng lắm. Trời cảm xúc luôn á. Đúng rồi anh. Mình cắt không thôi là mình chảy nước mắt. Nước mắt thành sông luôn. Một món mà theo lời của anh Hoàng. Kỳ ta. Cà chua. Nữa, giống bên kia rồi. Bây giờ với bốn món này trong vòng 60 giây thì món nào là món hợp khẩu vị với Xuân Tiến? Không có nào vô, nào vô. Như vậy là với sự xác nhận của Xuân Tiến thì Thanh Nhung không có món nào hợp khẩu vị với Xuân Tiến hết. Không sao, đây chỉ là phần phán đoán thôi. Trời ơi, thậm chí với người yêu mình còn không đoán được. Nói chi với thần tượng nhắc mình. Tới người yêu sợ lắm mà mỗi lần hỏi em muốn ăn gì? Đó. Cái gì cũng được. Cái gì cũng được hết. Cà chua nha. Thôi, em không thích cà chua. Tiêu nha. Thôi, nồng lắm. Hay hành nha. Trời ơi, hành hả? Hành vừa vừa. Vậy em muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được hết đó. Đó, thấy chưa? Phục vụ người yêu là vậy đó. Đó, bởi vậy. Người yêu nó khó chịu lắm. Đàn ông con trai, một nỗi khổ. Ngay sau đây thì bạn Thanh Tùng sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn được hai món nguyên vật liệu chính của chúng tôi ngày hôm nay. Đó chính là thịt bò và thịt heo. Xin mời. Wow! Đó ghê. Tôi đã xuất hiện với lại thịt bò và thịt heo. Tùng, bạn có quyền ưu tiên. Nè, bạn lựa món nào là sẽ là nguyên vật liệu chính trong món ăn mình sắp chế biến cho Xuân Tiến. Em chọn thịt bò. Tại sao em chọn thịt bò? Em đoán Tiến thích ăn thịt bò chăng? Em chọn thịt bò tại vì em thích ăn thịt bò thì em nghĩ là anh Xuân Tiến cũng thích ăn thịt bò rồi. Như vậy thì đương nhiên món còn lại là món thịt heo. Món thịt heo sẽ là nguyên vật liệu chính của bạn Thanh Nhung. Bạn có cảm thấy lo sợ với đề bài này hay không? Dạ không. Không. Và bây giờ với những nguyên vật liệu đầu tiên, chờ đón xem những món phụ gia hay là nguyên vật liệu phụ tiếp theo sẽ như thế nào đây. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Mầm.
Xin chào đón tất cả mọi người đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Vòng thi đấu tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Tại vòng thi đấu này, chúng ta ngoài những món nguyên liệu chính, đó chính là thịt bò của bạn Thanh Tùng hay là thịt heo của bạn Thanh Nhung, thì chúng ta còn phải tìm thêm những món phụ khác nữa để làm món ăn chúng ta phong phú và ngon miệng hơn. Và để vượt qua được thử thách này, chúng ta phải tương tác trực tiếp với thần tượng của mình luôn, đó chính là nghệ sĩ Xuân Tiến. Xuân Tiến sẽ đứng ở đầu cầu bên đây. Bạn sẽ không nhìn thấy màn hình, bạn chỉ được nghe những lời giới thiệu và gợi ý của từng người chơi. Miễn sao những từ đó của các bạn không trùng khớp với từ khóa của đáp án. Nếu như trùng khớp sẽ bị phạm quy, là mất quyền ưu tiên nhé. Tổng thời gian sẽ là 90 giây. Và bây giờ cũng là luật đầu tiên thôi, ưu tiên phụ nữ. Chính xác. Thì ai thi trước? Là bạn nam thi trước. Đúng rồi. Rồi, xin mời Thanh Tùng vào vị trí của mình. Tùng, sẵn sàng nha. Chuẩn bị 90 giây bắt đầu. Nó là một loại củ. Nó là một củ củ ở dưới đất. Nó phải của ta. Nó có mùi, nó có mùi hăng. Đó, qua đi, tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi. Nó là một loại trái. Nó tên rất là cay nhưng mà ăn thì lại không cay. Mà nó còn cái từ thứ hai của nó thì giống như là có âm thanh nhiều. Cái gì mà len keng len keng len keng len keng lắm. Tiếp. Nó là một loại hạt. Hạt này rất là cay. Tới lúc phơi khô xong rồi cái lúc mà ra thành nguyên liệu thì nó là màu đen. Nó là một loại trái không cay. Nó có màu đỏ. Hết giờ rồi. Lấy đi nào, bạn nhớ được món nào hãy lấy món đó. Nhanh nào, nhanh nào. Mình qua đây. Em qua đây đứng nào. Cố lên, ráng lên. Cha cha, thấy có vẻ hơi trùng khớp rồi đấy. Cái món cuối khó ha. Xong rồi anh Hoàng ơi. Để vô. Để đây không? Đây. Đây. Xong. Rồi, em cứ đứng đó nhé. Có một cái đáp án cuối cùng á, không ngọt, không cái gì, không chua, không cay gì bạn diễn tả. Thì chỉ còn thiếu cái chua thôi. Không có trái nào để bóc đại trái này. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm duyệt theo từng đáp án nhé. Cái đầu tiên á là cái gì đó ăn nồng hăng hăng ha. Không phải của ta, chắc là của Tây chắc. Hành Tây, chính xác. Ăn vô nghe là tưởng như nó cay nhưng mà ăn vô nó không có cay. Mà cái tên nó kêu len keng. Ớt chuông, chính xác. Cái hộp mà đó phơi rồi thấy ra cái màu đen. Mà cay nồng, tiêu, chính xác. Hay quá. Còn này phải không? Đây, chính xác luôn, cà chua. Một cái trái mà không ngọt, không đắng, không cay là cà chua. Hay quá. Và đó đang là phần tiêu lần này đã giúp cho bạn ghi điểm so với phần đầu tiên nhé. Như vậy là 4 nguyên vật liệu đã được đoán chính xác và kết nối thành công giữa thần tượng của mình cùng với fan hâm mộ. Đây là con số mà bạn phải cố gắng vượt qua nha, Thanh Nhung. Nào, vào vị trí. Thanh Nhung, hãy sẵn sàng. 3, 2, 1, 90 giây bắt đầu. Cái này là một cái miếng màu trắng mà nó mỏng, màu trắng, làm từ bột, cái củ mà con thỏ hay ăn. Ok, tiếp luôn. Cái trái từ một con động vật mà nó kêu cục tác. Cái trái từ con động vật. Cái lá này người ta rồi, hay phạm quy. Tiếp nào. Cái trái mà ở Halloween quá. Lễ hội Halloween người ta hay trưng. Hết giờ rồi, tiếp nào. Tiếp đi. Thời gian 90 giây trôi qua rất nhanh. Chờ đón xem. Anh chàng Xuân Tiến này có đoán được lời gợi ý của Thanh Nhung hay không? Cái gì mà tráng, có khi người ta lộn bánh tráng hay ta? Có nhiều loại bánh làm gì đó. Đây, hết rồi. Xong. Tiếp đi luôn. Rồi, mét. Úi dạ, sợ rớt cái trứng rồi. Con chân bể trứng em ơi. Ok, như vậy là 90 giây cũng đã kết thúc với sự cố gắng của cả hai. Cảm ơn Xuân Tiến đã hợp tác cùng với Thanh Nhung. Chờ đón xem kết quả như thế nào đây. Đầu tiên là một cái loại gì đó mà người ta đổ, người ta tráng. Hên sao trong quầy tạp hóa tụi tôi chỉ có bánh ướt thôi. Đúng vậy. Bạn lấy chính xác luôn, bánh ướt màu trắng. Chính xác. Cái gì mà con, cái con động vật. Con thỏ hay ăn. Con thỏ hay ăn. Đương nhiên cái cà rốt rồi, quá dễ. Cái trái này từ con động vật nó ra mà kêu cục tác. Em nghe cái trái mà từ con động vật. Con động vật gì mà có cái trái đó. Chính xác. Đây, cái này cũng dễ nữa nè. Hay quá. Nhưng thật đáng tiếc khi bạn đã phạm quy ở lá. Phần đó là lá tí tô. Như vậy là Thanh Nhung cũng rất xuất sắc khi có được 4 đáp án rất chính xác đến từ phần gợi ý của bạn và khiến cho Xuân Tiến phải đem về đúng với đề bài. Và như vậy là tỷ số là 4-4. Hai bạn bằng nhau ở phần thi đấu này. Cả hai bạn đều rất xuất sắc. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo cực kỳ quan trọng, đó chính là cuộc chiến của chúng tôi được mang tên Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Đúng rồi, mình phải làm nóng cơ thể của mình lên đi nào.
Và bây giờ xin mời quý vị đến với vòng thi đấu quyết định, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Cả hai thí sinh ngày hôm nay chúng tôi sẽ bước vào trận chiến rất là căng thẳng khi họ sẽ cố gắng hoàn thành được phần thi của mình, chế biến ra những món ăn hợp khẩu vị với Xuân Tiến nhất. Bên phần sân của Thanh Tùng, bạn với món nguyên vật liệu chính là thịt bò, cùng với tất cả những món ăn mà vừa rồi bạn đã gợi ý rất thành công với Xuân Tiến, thì bạn sẽ nấu món ăn gì đây? Dạ, em định nấu món bò lúc lắc ạ. Chính xác, bò lúc lắc với ớt chua ngồi xuất sắc luôn. Với nước sốt ha, quan trọng nước sốt này phải là càng ngon miệng. Nãy giờ chúng ta đã có được những nguyên vật phụ rồi, nhưng mà bạn có đoán được rằng mình đang thiếu món gì không? Dạ, em còn thiếu ngò. Cái mùi ngò sẽ làm dậy thêm cái hương thơm tuyệt vời, tuyệt hảo của món ăn này. Còn riêng với phần dân của bạn Thanh Nhung, với nguyên vật liệu là thịt heo, cùng với tất cả những món mà bạn đã gợi ý thành công với Xuân Tiến, thì không cần hỏi đoán nữa, bạn đã bị thiếu mất cái lá tí tô. Dạ đúng. Phạm Quy uổng quá. Nhưng mà với lá tí tô đó thì mà tôi không đoán được là bạn sẽ nấu món ăn gì đây. Dạ, hôm nay em gửi đến cho anh Xuân Tiến là món gỏi cuốn, nhưng mà ăn với một cái sốt đặc biệt là sốt đậu bơ đậu phộng của Malaysia. Wow, nghe hấp dẫn ha. Wow, lạ nha. Này là châu Á cùng với nhau nè, Việt Nam sẽ kết hợp với nước ngoài nữa. Như vậy là cái lá tía tô nó đóng góp phần quan trọng như thế nào trong cái phần nhân hay là phần trang trí? Dạ, trong cái phần nhân luôn. Chết rồi, phần nhân nó quan trọng lắm. Mà không có lá tía tô thì làm sao mà đạt được độ hoàn hảo của món ăn, đúng không nào? Dạ đúng. Như vậy thì các bạn hãy cứ yên tâm, với sự xuất hiện của Xuân Tiến, Xuân Tiến sẽ phải đốt cháy rất nhiều calo để tiêu hao nhiều năng lượng để ăn cho nó ngon hơn. Xuân Tiến, bạn sẵn sàng hỗ trợ với cả hai thí sinh chứ? Chắc chắn rồi, em sẽ hỗ trợ hai bạn để làm ra một món ăn rất là hấp dẫn. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy cứ sơ chế với những công đoạn đầu tiên của mình. Xuân Tiến bước ra đây. Tới giờ anh em mình hành nhau rồi. Hành nhẹ nhẹ thôi nha anh. Ừ, bây giờ như vậy đi. Với lợi thế về chiều cao, sức khỏe, cân nặng, phải lựa một cái thử thách nào nó phù hợp. Nhảy dây. Ok anh. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng luôn. Xin mời. Đây, đây là sợi dây. Hai bạn cứ làm, nhưng mà đừng có phân tâm nha. Lỡ mà anh Tiến anh có dấp té thì mình cũng đừng có bật cười. Lỡ đang sắc dao mình cắt cửa tay đó. Em nói cho anh nghe, em là cao thủ nhảy dây đó. Wow, là nhảy từ cái dây trên cao xuống hay là sao? Không, nhảy môn nhảy dây, môn thể dục nhảy dây. Hay chưa? Bây giờ thử thách anh đưa cho em nhảy 1.000 cái hay là 5.000 cái? 10 cái thôi. Tại vì thời lượng có hạn. Thí dụ bây giờ mình nhảy được 11 cái có tặng thêm gì không? Một nụ hôn đồng trái của MC. Em ráng 10 cái thôi. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Thôi. Open. Sẵn sàng đó. 3, 2, 1. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tuyệt vời. Thôi nhảy mà búa luôn ha. Hay thiệt. Không ngờ nha. Anh cứ tưởng đâu sợi dây dài làm hạn chế khả năng của em chứ. Như vậy, chúc mừng cả hai người chơi, đó chính là Thanh Tùng và Thanh Nhung. Nhờ phần trợ giúp của Xuân Tiến, các bạn ấy đã có được hai món rau quan trọng trong món ăn của mình. Nguyên vật liệu đã đầy đủ rồi. Chúc các bạn thành công. Yeah. Tuyệt vời. Wow. Đáp hàng đi anh, đáp hàng đi. Quả của mình lên đây nào. Wow. Món nào sẽ là món ngon hơn đây? Cha đẹp mắt quá. Rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà để tránh trường hợp các bạn hối lộ riêng với ban giám khảo, các bạn hãy về vị trí bên đây để chờ đợi xem Xuân Tiến sẽ thưởng thức món ăn như thế nào. Xin mời hai bạn. Nhìn món nào cũng muốn ăn hết. Bây giờ mình sẽ lady first đi. Ăn của bạn nữa chứ. Khoan khoan, từ từ, trước khi thưởng thức mình phải nghe thằng thuyết trình để coi ngon ngon lỗ tai không? Ok anh. Hôm nay em xin gửi đến cho anh Xuân Tiến và anh Hoàng Rapper là một món tuy là nó Việt Nam nhưng mà mình sẽ ăn xuyên lục địa. Phần sốt của em là phần sốt bơ đậu phộng được làm theo kiểu Malaysia, là nó có cái vị chua nhẹ ở trong. Đây là một cái món gọi là gỏi cuốn mà ngon nhất từng trước giờ em được ăn á. Trời, nó thấm đến nỗi mà chưa kịp ăn luôn á Tiến. Thôi cho em ăn phát nữa đi. Trời ơi thiệt. Ngon cái quá. Nước sốt này nó lợi hại lắm đây trời. Đúng rồi. Tại vì cái phần nước sốt là cái phần chạm vào cái lưỡi của mình đầu tiên. Chạm đến trái tim. Cái giác của mình sẽ cảm nhận được cái nước sốt. Trời ơi cái hương thơm. Ôi xuất sắc. Trời ơi mình ăn mà cảm động ra nước mắt luôn. Lâu lắm mới ăn được cái cuốn ngon vậy luôn. Gặn gì hả?
chúc mừng cho bữa tiệc ngày hôm nay. Rất hấp dẫn. Ừ. Rất châu Âu. Rồi. Bây giờ phần trình bày dành cho bạn Tùng đi ha. Nào, thuyết trình nào. Anh Hoàng với anh Tiến đang thưởng thức món bò lúc lắc của em làm. Thì tại vì bây giờ trong cuộc sống em cũng rất là bận bịu. Thì ai cũng bận cả. Thì em muốn kiếm một cái món ăn mà vừa ngon, mà vừa không mất thời gian làm nhiều, để mọi người đều có thể làm và rất là dễ làm. Thì để vẫn cung cấp đầy đủ năng lượng cho tất cả mọi người, mà vẫn có thể có nhiều thời gian để mình làm những cái việc khác. Cay quá em ơi, Tiến đâu ăn cay được đâu. Tùng, em phải biết cái đặc điểm này, cái điểm yếu của Tiến là không ăn cay. Tiến không có thích ăn ớt. Ngon quá anh ơi. Ngon. Ngon sao làm ghê vậy? Ngon hả? Cảm xúc nó thăng hoa đó. Anh thử miếng nha. Thử miếng. À, chuẩn bị coi cảm xúc anh Hoàng. Trời, món này anh ăn ngoài gì? Đúng rồi, bình thường bò lắc ngoài đầy vậy. Món này phổ biến mà. Ăn ngoài đầy. Trời ơi, sao nó khác dữ vậy trời. Mặc dù mình mới ăn bên này xong nha. Ừ. Mình qua bên này. Không, anh không có so bên món này. Anh so với tất cả những món bò lắc trước giờ ăn luôn á. Nó khác lắm em. Không, anh ta. Anh, sau cuộc thi đi về mình gom tiền đi. Mở nhà hàng mời hai bạn là về làm lương đầu bếp. Lương trả nhìn nổi. Hai món ăn xuất sắc ngày hôm nay hoàn toàn thuyết phục được Hoàng Rapper rồi. Nhưng quan trọng là Xuân Tiến, bạn quyết định món nào sẽ là món chiến thắng và giành được số tiền thưởng 5 triệu đồng chỉ duy nhất một người mà thôi. Không được có đôi. Bây giờ nha, hai món đều cân tài cân sức. Món nào cũng ngon. Bây giờ thứ nhất là mình sẽ cộng cho bạn nữ một điểm đi. Tại sao? Tại vì là bạn là con gái. Ủa, con gái thì rồi nam nữ bình đẳng mà. Cái thứ hai nữa là về phần trình bày đi ha. Là bên bạn nữ nó đơn giản. Ừ. Nó gọn gàng. Ừ. Và nó bắt mắt hơn. Nhờ mình, anh em mình ăn xong cái bài nhầy ra rồi đó. Đúng rồi, tại vì anh ăn xấu á. Em sắc xấu. Rồi tiếp. Rồi, vậy là được 2 điểm cộng. Ờ. 2 điểm cộng vậy là được rồi. Như vậy, Xuân Tiến, xét về độ ngon của vị giác thì cả hai bằng nhau. Đúng. Còn về phần đẹp mắt thì bạn nữ Thanh Nhung có thêm 2 điểm cộng bởi phần trình bày của mình. Chính xác. Mình cũng không chắc được bạn là bạn nữ khéo tay hơn. Người ta là đầu bếp chuyên nghiệp nữa. Đúng rồi. Nhưng không mà giờ khó quá ta. Dạ bạn, quyết định đi, quyết định đi. Ai, Thanh Nhung hay Thanh Tùng giành chiến thắng? Món ăn mà chinh phục được khẩu vị của Xuân Tiến đó chính là món gỏi cuốn hương vị Malaysia của bạn Thanh Nhung. Yeah, chúc mừng Thanh Nhung. Nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là Thanh Tùng cũng làm rất xuất sắc nhiệm vụ rất của mình. Rất xuất sắc, dạ. Quan trọng là hợp khẩu vị với anh chàng Xuân Tiến này hay không mà thôi. Chúc mừng hai bạn. Nào, lại đây nào. Tuyệt vời, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Dạ. Xuất sắc khi món hàng ngon này. Đây là phần thưởng của người thắng cuộc. Xin chúc mừng bạn Thanh Nhung. 5 triệu đồng đã thuộc về bạn, cũng rất là may mắn. Và rõ ràng sự tinh tế khéo léo của một người phụ nữ, một người con gái, và bên cạnh đó là sở trường của bạn là nấu ăn nữa, thì chiến thắng ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Và cũng đầy khích lệ đối với bạn Thanh Tùng. Dạ. Một chàng nghệ sĩ trẻ, một vũ công nhưng lại có đôi tay rất là khéo léo, và cũng đến đây để chinh phục tình cảm của Xuân Tiến. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm xúc của Thanh Nhung như thế nào? Cảm xúc của em hôm nay rất là vui vì em có thể làm được cho idol của mình ăn thằng của mình. Rất ngon luôn á, rất ngon. Đó, thần tượng mình còn phục vụ được thì nói chi chồng con sau này, đúng không nào? Chính xác. Còn Thanh Tùng, chàng trai nấu ăn cũng rất là khéo. Cảm xúc như thế nào khi về nhìn ngày hôm nay? Em cũng rất là vui khi ngày hôm nay em được gặp gỡ anh Xuân Tiến ở ngoài đời. Vâng, dạ. Yeah. Lại còn được nấu ăn cho anh Xuân Tiến ăn nữa thì cảm xúc của em thì rất là vui. Hôm nay thì Xuân Tiến cũng gửi một lời cảm ơn đến bạn Thanh Nhung cũng như Thanh Tùng đã cho Xuân Tiến một món ăn rất là rất xuất sắc và rất ngon nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ, Hoàng Rapper xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.